Bếp Mini mến chào các bạn, anh chị em, cô chú. Hôm nay mình chia sẻ công thức gà sốt bơ tỏi mật ong. Ngon nhức nhối luôn. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, có ngay một bữa tối thịnh soạn, ngon bổ rẻ. Và công thức này rất phù hợp với những chị em nào bận rộn hay là không thích nấu nướng rườm rà thì hãy xem hết video này nhé. Bây giờ thì cùng vào bếp với Mini nhé. Nguyên liệu thì mình đã ghi chi tiết ở dưới mô tả của video cho các bạn tiện theo dõi. Hôm nay mình có 300g ức gà. Và thịt ức gà thì nó hơi dày, cho nên các bạn sẽ dùng dao và khứa như mình như thế này. Các bạn khứa nhưng mà không đứt. Chúng ta sẽ khứa theo kiểu hình quân cờ, giống như kiểu là chúng ta ăn xoài ấy. Làm như thế này thì gia vị và nước sốt sẽ ngấm đều và làm cho miếng ức gà của chúng ta nó chín đều hơn, ngon hơn. Sau khi làm xong thì mình có dùng một chút xíu muối hồng. Các bạn rắc nhẹ thôi, gọi là một chút thôi nha. Và thêm một chút xíu tiêu đen như thế này nữa. Nó bề mặt của cái miếng ức gà sẽ như thế này. Tiếp theo mình sử dụng 3 thìa bột mì đa dụng như thế này. Và mình sẽ bao qua một lớp mỏng cho miếng ức gà. Các bạn nhớ là bao một lớp mỏng thôi nhé. Nếu hơi nhiều thì các bạn có thể nhấc lên và rũ bớt bột đi. Như vậy nó sẽ ngon hơn. Khi mà xong cái phần bọc bột cho miếng ức gà đấy, thì chúng ta sẽ đi áp chảo ức gà. Và hôm nay mình sẽ sử dụng 20g bơ. Các bạn có thể cho thêm nếu như bạn nào thích ăn béo ngậy hơn một chút. Thế nhưng mà mình thì mình chỉ cho cái hàm lượng như thế này thôi. Các bạn cho nó tan chảy ra. Và nhớ là chỉ đun với cái lửa thật là nhỏ thôi nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ thả miếng thịt vào và các bạn áp chảo cho đến khi nào mà hai cái bề mặt miếng thịt của chúng ta nó chuyển sang màu vàng và nó chín đều. Như vậy là được nhé. Bây giờ thì thịt đã chuyển sang màu vàng rồi đây này. Như vậy là gần được rồi nhé các bạn. Mình sẽ sử dụng 3 tép tỏi. Và các bạn băm nhỏ ra để chúng ta làm nước sốt cùng với ức gà luôn. Rất là ngon. Món này cứ gọi là thơm lừng luôn. Chỉ sau vài phút thịt của chúng ta đã gần như chín hoàn toàn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm nước sốt ngay trong cái chảo này. Các bạn cho thêm vào 20g bơ. Sau đó các bạn cho luôn cái phần tỏi bằm mà mình vừa mới chuẩn bị đấy. Và thêm một thìa canh nước tương nữa. Loại chiên khan trang ấy các bạn nhé. Đó, như vậy là đã thấy có cái màu nước sốt đẹp rồi đây này. Mình thêm 3 thìa nước cốt chanh nữa các bạn nhé. Không có thì các bạn có thể cho giấm vào cũng được, nhưng mà nước cốt chanh sẽ ngon hơn. Và mình thêm 4 thìa mật ong nữa. Đó, bây giờ bắt đầu nước sốt của chúng ta đã có cái mùi thơm rồi. Trời ơi, mùi thơm hấp dẫn ghê. Và bây giờ các bạn đảo đều, đun riu riu cho đến khi nó tạo thành một cái màu camen như thế này và sệt như thế này là món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Việc còn lại là các bạn trang trí lên đĩa và chỉ việc thưởng thức thôi. Wow, phần nước sốt rất là hấp dẫn. Các bạn di chuyển miếng thịt đi để cho nó ngấm cái gia vị và nước sốt hòa với nhau. Nó sẽ rất là ngon. Các bạn lật qua lật lại nhẹ nhàng như thế này. Như vậy là món ăn của chúng ta đã được hoàn thành rồi. Và bây giờ để trang trí cho món ăn đẹp mắt và thêm dậy mùi thì mình có sử dụng thêm vài nhánh mùi ta.
Các bạn có thể trang trí bằng mùi tây hay là bằng hành ta cũng được. Đây, hôm nay mình có vài nhánh mùi như này và thái thật là nhỏ. Rồi các bạn chỉ việc rắc lên trên thôi. Các bạn thấy không? Rất nhanh gọn, trong vòng một lốt nhạc, các bạn đã có ngay một bữa tối thịnh soạn, ngon, bổ khỏe. Món ăn này bạn có thể ăn vài lần trong tuần mà không lo bị béo, bởi vì thịt ức gà rất là lành. Và món này còn phù hợp cho những chị em bạn nào tập thể dục thể thao, hoặc là những chị em giảm cân, ở chế độ giảm cân thì cũng rất đảm bảo. Như vậy là chia sẻ của Bếp Mini hôm nay xin phép khép lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn, các anh chị em, cô chú ở chia sẻ tuần sau. Và nếu yêu mến video của mình thì đừng ngần ngại dành tặng cho mình một nút like, share video nếu thấy hữu ích. Và nhớ để lại comment ý kiến đóng góp tích cực của các bạn để làm động lực cho Mini có thêm những cái video hữu ích tiếp theo gửi tới mọi người nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.